rồi, bạn mình mà. Rồi, chạy qua đây, chạy qua đây. Mình làm gì để mình nhá nhem mấy cái thằng ở lớp mình á. À, nói là có thằng Trương nó ghé lại nhà Quang Đẩu đó vậy đó. À, nó đem vợ đó, các bạn thấy chưa, đó có vợ con đó nè, đó cái thằng đó đó, nó không có lấy chim đó, không có lấy chim đó. Bàn tay rồi, chào bạn mình nha. Là mấy cái ông nội là cái khóa này là phải nhớ nha, thằng Trương nó đã ghé nhà Quang Đẩu nha. À, Trương nó ghé nhà Quang Đẩu, đây là nó mang đồ nó tặng cho nhà Quang Đẩu nè, đó 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 nha. Yeah, rồi 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 rồi, vâng các bạn này, bạn của lớp mình rồi. À, là Trương đã đến nhà mình rồi nha. Đó, bây giờ là rồi hey, cảm ơn nhiều. Rồi dự kỳ này đi mà dẫn vợ dẫn con nữa rồi đâu có làm ăn được gì đâu. Hey, xin chào. Hey. Rồi như vậy là Trương đã đưa vợ con ra Phan Thiết thăm bạn bè, và có ghé nhà Quang Đẩu là mình ngủ lại. À, ngủ lại coi như mình tính tiền coi như là chặt chém luôn. Đó, vậy đó. Các bạn nhớ nha. Chưa đây. Cái gì? Đây là bánh, các loại bánh Mỹ. À, rồi. Để tặng. À, gửi tặng nhai. Dạ em. Dạ vậy hả? Trời ơi, con nhỏ Thi này gớm gì hả? rồi, vậy được rồi. Bây giờ là anh giúp giùm em, cho em gửi tủ lạnh cái này. Rồi, rồi, được rồi. Dạ. Rồi, được rồi. Rồi, chứ. Rồi, như vậy là anh em mình chịu giờ là đã đưa vợ con đi tới nơi phải không? Dạ. Rồi, được rồi. Rồi đó, các bạn nhớ nha. Vài bữa nó cũng dẫn vợ con đi vậy đó. Rồi. Dạ. Rồi, chào nha. Chào các bạn nha. Nếu không dẫn được vợ con thì ra cũng dẫn cô đi ha. À. Dạ. À, rồi. Rồi, lên đi. Rồi, lên ngủ ngon lành nha. Dạ. Rồi. Cho anh ngủ không? Rồi. Rồi, các bạn đó thấy như mẫu trước nha. Rồi. Rồi. Đây, phòng hai cha con là 3-1 ha. Dạ, 3-1. Rồi, được rồi. Đây, để tay cho người làm nha. Phòng ở phòng 3-2. Rồi. Rồi, ngủ ngon nha. Dạ, 6. Rồi, đó rồi, các bạn thấy vợ của Trương hồi đó giờ các bạn có thấy chưa? Đó, con gái của Trương cũng dễ thương nè nha. Nếu mà có hai có ấy coi như là kết nghĩa theo chu gia luôn. Đó, thấy chưa? Gái dễ thương chưa? Rồi, chúc mừng nha. Dễ thương thì cũng chưa dễ thương lắm, nhưng mà thích con trai con thiếu rồi. À, vậy hả? Ông có số. Bây giờ là báo cáo với cái ông lớp trưởng nha. Là bây giờ là Trương đã có ghé vô nhà Quang Đẩu rồi đó, ở nhà nghỉ tắm kiếm đàng hoàng nha. Mình bố trí cho hai vợ chồng hai đứa con ở chỗ ở đàng hoàng đó. Sau này các anh em mình cứ thế mà tiến hành. Dạ. Cứ làm nha. Đó, hai anh em mình cũng cầu chúc cho tất cả các anh em bạn bè mình, nếu mà có hợp lớp mà không có mặt Quang Đẩu thì cũng cứ tự nhiên nha. Nếu có điều kiện thì mình sẽ gặp mặt anh em là ở liên khu trung tâm học, bất cứ nơi nào còn chưa được thì thôi. Bởi vì cho nên là Trương đến nhà mình đã biết rồi, đã biết rồi cái tình hình như thế nào rồi. Anh em mình cũng vui vẻ nha, nếu bắt mặt mình rồi. Xin chào. Yeah. À.